Xin chào các bác, dưới đây là inverter 1500W của Sure, một trong những cái dòng inverter bên em đang bán trên thị trường. Cái mã của nó là FPC-H1500A. Trên thị trường Sure còn một mã nữa là FPC-1500A, có kích thước và trọng lượng nhỏ hơn cái mã này các bác nhé. Nó chuyển đổi nguồn DC 12V lên 230, công suất liên tục là 1500W, công suất đỉnh. Công suất khởi động của nó là 2500W. Sóng ra là sóng sin chuẩn. Đây các bác nhìn qua về kích thước ạ. Mặt trên thì làm bằng nhôm phay rất là đẹp các bác nhé. Còn đây là mặt trước ạ. Mặt trước thì gồm một cổng AC output. Đây là công tắc nguồn. Còn đây là các cái đèn báo nguồn, đèn báo quá áp, đèn báo quá tải, đèn báo quá nhiệt độ. Bên trên thì gồm có một cổng sạc, hai cổng sạc USB 5V 2A. Đây, còn đây là mặt sau ạ. Mặt sau thì gồm hai quạt tản nhiệt và hai cầu nối ắc quy. Phụ kiện đi kèm thì gồm hai dây nối ra hệ lưu trữ. Một dây thì gồm hai dây 6 các bác nhé, rất là to. Đây là giá đỡ. Trước khi gửi cho khách thì bên em có bỏ ra để kiểm tra phụ kiện, test trước khi gửi cho khách để cho khách hàng yên tâm. Bên em còn có đủ các cái mã từ 500W đến 1500W của cả hai hệ 12 và 24 các bác nhé.